Kinh văn. A Nan, tôi lại cùng ông xem cung điện của Tứ Thiên Vương và xem khắp các loài trong nước, trên đất, trong hư không. Tuy có nhiều hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng chúng đều là tiền trần phân biệt ngăn ngại. Giảng. Đức Phật giảng giải thêm cho A Nan. A Nan, tôi lại cùng ông. Nay chúng ta, ông với Như Lai, xem cung điện của Tứ Thiên Vương. Cõi trời Tứ Thiên Vương là cõi trời gần chúng ta nhất, nằm ở lưng chừng giữa núi Tu Di. Bốn đại thiên vương gồm: phía đông là Trì Quốc Thiên Vương, phía tây là Quảng Mục Thiên Vương, phía nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, phía bắc là Đa Văn Thiên Vương. Mạng sống của chúng sinh trong cõi trời Tứ Thiên Vương là 500 năm. Sau 500 năm, họ phải chịu đọa lạc. Năm tướng suy xuất hiện, như tôi đã giảng từ trước. Chú thích. Năm tướng suy, ngũ suy tướng hiện. Thứ nhất, hoa trên mũ héo úa. Thứ hai, nách ra mồ hôi. Thứ ba, áo quần dơ bẩn. Thứ tư, thần mất uy nghi, có mùi hôi, mắt thường chớp. Thứ năm, không thích ngồi lâu, thường làm những việc thô tháo với ngọc nữ. Đọc tiếp. Một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương bằng 50 năm ở cõi người. Quý vị sẽ thắc mắc, vì sao như vậy? Tôi sẽ đưa ra ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Nếu chúng ta cảm thấy vui thích thoải mái, thì thời gian trôi qua khi nào mà ta không hề biết. Chúng ta cảm thấy ngày quá ngắn. Chúng ta ai cũng như vậy, vì ở cõi trời ấy quá sung sướng, nên một ngày một đêm ở đó bằng 50 năm ở cõi nhân gian. Tại sao 50 năm là một khoảng thời gian dài ở cõi người? Vì trong cõi người thường có ưu sầu, phiền não, khổ đau, tranh giành, cãi giả. Con người bận rộn từ sáng đến tối, họ chẳng có khái niệm gì về những việc họ đang làm. Họ như con ruồi bay lơ lửng khắp đông, tây, nam, bắc mà không biết mình đang làm gì. Quý vị không có phước đức gì ở cõi này, nên thời gian sống rất ngắn. Lại nữa, một ngày một đêm ở cõi nhân gian bằng 50 năm ở cõi địa ngục. Vì khổ đau ở địa ngục quá căng thẳng, thế nên chúng sinh đang thọ hình ở đó cảm thấy thời gian rất dài. Từ điểm này, quý vị nên biết thời gian chẳng dài, chẳng ngắn. Trước đây có vị đệ tử hỏi tôi, thời gian là gì? Tôi đáp, không có thời gian. Thời gian chỉ là ý niệm dài ngắn của riêng từng người, chỉ có vậy thôi. Nếu quý vị vui vẻ suốt ngày, thì 50 năm trôi qua mà quý vị không hề cảm thấy đó là khoảng thời gian dài. Nếu cuộc đời con người đầy phúc lạc, nếu họ không lo âu, giận dữ, phiền muộn, sân hận, phiền não, thì cuộc đời như thể là một khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ trong nháy mắt. Rốt ráo, thời gian chẳng gì khác hơn là sự phân biệt căn cứ trên ý niệm riêng của từng người. Khi tôi nói đối với tôi không có thời gian, có nghĩa là tôi không còn biết thời gian nữa, là tôi quá bận rộn đến nỗi tôi không còn biết thời gian và tôi không có ý định nhận biết nó nữa. Và xem khắp các loài trong nước, trên đất, trong hư không, có nghĩa là xem xét khắp hết thảy các loài chúng sinh, các sinh vật không sót loài nào. Tuy có nhiều hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng chúng đều là tiền trần phân biệt và ngăn ngại. Nó đều chỉ là bụi trần trước mắt, chỉ sinh khởi lưu ngại từ sự phân biệt của ông. Nó chẳng phải là vật riêng của ông, nó chỉ là cõi giới bụi trần bên ngoài. Bụi trần này là một lưu ngại, nó vướng dứt trong tâm trí ông,
nhưng nó không thuộc về ông. Ha ha ha, 问什么的说